chuẩn bị coi cây măng ke này nó có lên bục nào chưa. Đây một bục này nó lại lên bên ngang. Đây măng kia gai, măng này là ngon nhất, đặc ruột. Một cái khai trương. Măng này măng gì dụng Mỹ? Măng ke. Măng ke. Măng này nó đặc lắm. Măng này là sẽ về mà sẽ phơi là nó mau có ký. Đây nho đây. Trên cái này hả? Trên cao kia nữa kìa. Em ơi. Đó, nó bò dây 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 vậy đó. Ôi trời. Wow. Thôi cầm cái này cho Mỹ nè. Trồng hái nho hả chồng? À, nho này còn tươi. Vợ xem. Nho rừng nè mọi người. Đã quá. Nho này về ngâm rượu. Ừ, về ngâm rượu. Anh thử trái ngon không trời? Cũng ngọt ngọt nhớ rồi đúng không? Ngọt bằng ngon ngon. Tôi cho anh thử trái coi. Không có ngứa đâu. Ngứa mỡ hả? Quá đã quá. Từ từ lên đá đi coi mà lên đi xem coi nè, bỏ bao. Ai măng này măng cục nè, đặc thuộc rồi. Wow. Mà nó hơi bé đúng không? Măng này măng ke gai. Măng này là ăn nó giòn mà nó đặc. Đâu? Hay vậy ta? Mà nó nằm về sao mà bẻ đây? Bẻ phía bên này bên phải. Qua wow, được rồi. Nó cần nè. Đâu? Ờ nó mọc. Ủa? Đúng rồi, cái ngọn đó mới ngon đó, cái cây đó mình có bẻ sâu xuống này về mình cắt khúc cũng ngon. Ủa, nó non hay vậy ta? Bà lon vô mé rồi mà. Dì lên đây trong bụi luôn rồi. Đúng rồi, đường này thường là người ta đi chẳng ngang là người ta bẻ. Ừ. Dì là phải xuống ở trong. Bà lo bẻ cái cây này nè. Đâu? Nè, qua bên đây. Đâu? Đó nè. À, hay vậy? Wow, hột cây măng. Ý. Cứng quá chồng ơi. Bẻ cái ngọn vậy hả? À ở đây nó là chồng. Đây nè. Nhưng mà nó cứng quá à. Lần đầu tiên hái măng á mọi người nên hơi gà xíu. Không có kinh nghiệm. Nhưng mà công nhận đi bẻ măng vui thiệt. Ủa mấy cái quả này là quả cóc rừng hay chồng hay gì chồng? Bàn á hả? Nè mọi người nó rụng quá trời luôn. Quả bàn rừng. Hay ghê. Măng ke gai. To quá gì lên, mấy cái đấy to quá vậy? Măng tre gai hả? Mới mọc hôm qua hôm kia. Hay nhờ. Vui không con? Thấy gì nhỏ nhỏ con hái nha. Ờ à, thấy gì nhỏ nhỏ con hái nha. Đây, đi vô đây. Rồi Khôi đi qua đây, ông Mỹ cho Khôi hát cái cây này đi, đi theo ông Mỹ coi con à. Đúng rồi. Trời ơi, ba bẻ nhiều quá. Mấy mụn to nó bẻ hết trơn. Ôi, ba bẻ măng to chưa kìa. Măng kia gai này cũng ngon. Chắc. Ủ ra là mét. Đi. Thôi đi cẩn thận nha. Hết rồi. Hết rồi. Trời ơi, chồng tôi bẻ măng hay quá. Trời ơi, măng non kìa. Măng ngon lắm. Măng ghe tre này là nếu mà đi bẻ vô tí xíu là về là đầy. Như này. Ở con đây nè. Nhiều quá. Quá trời nhiều. Nhiều hả? Quá trời à. Đâu? Ừ. Hả? Ở đâu? Nhà nhà bà Loan ở đâu rồi? Tí con xuống mới gặp nhà bà Loan chứ ở đây đâu kịp. Dạ rồi. Tí xuống mới cả nhà bà Loan chứ. Ôi măng to quá. Rồi dựng mình hết được cái măng bự chưa nè, dài quá. Ôi ôi, nhiều quá. Quá trời luôn. À, nhiều quá. Già như nè. Hết chưa con? Măng to cho mọi người. Càng đi sâu bên trong về men men á. Măng ke gai.
Nó có gai luôn đó. Trời ơi, to quá, ngon quá. Chào mọi người. Hôm nay nhà mình lên trên núi bẻ măng với hái nho rừng. Vui. Hơi mệt nhưng mà vui đúng không con? Có mệt đâu? Mệt. Mà vui không? Không. Không vui à? Nãy giờ hái cũng được khá măng rồi đó. Giờ nhà mình chuẩn bị đi về. Lát nữa nhà mình sẽ cho mọi người thấy là hôm nay thu hoạch được bao nhiêu măng nha. Hay là con nhỏ mình đi. Trời ơi, vì mình hái được quá trời măng to. Mới đầu tụi không có chứ ăn rồi cũng nhiều ghê nhiều chứ. Có mình nhìn kỹ á. Nhiều quá. Thấy nhà ông Mỹ hả? Xuống đây bà dì lên mới còn tìm được măng ghê thật chứ. Hả? Đi xỉa lại đúng rồi. Đi có đường đi. Cứ từ từ con, từ từ. Đi hồi lạc đường luôn. Cái nóc nhà ông Mỹ đâu rồi? Bị lạc rồi. Bị lạc rồi sao về đây? Ông Mỹ thấy cái nhà, cái nhất nhà ông Mỹ ở đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, ông Mỹ cũng thấy không ghê, trời không thấy gì luôn á trời. À, kia rồi. Gai không? Gai kia bởi. Măng kia lấy nó cực mà ăn nó ngon. Chắc măng. Cái này phải đeo bao tay hoặc là cái gì đó. Bao tay vô nó xước, mình rút ra nó rồi cũng xước rồi. Yeah. Ô, xuống tới chỗ. Để lấy cái cây khèo, cái máy trên cao nè. Đó, rớt gãy nha, nó non nó gãy. Hay nè. Kiếm chỗ lồi ra. Bị gai. Bị gai chết. Để lấy cây khèo qua nè. Từ từ. Không có chạy đâu hết. Cái bụi măng này đâu có sướng đâu. Mà cảm nhận ăn được cái bụi măng sướng hay không nè. Thấy người dân đi biển măng rồi bây giờ ta bán cực khổ mấy giai đoạn. Ừ. Mũi mòn cắn nè. Gai chích đau nữa. Lạc đường nữa. Cọc đoạn lột ra là luộc nè. Luộc hai nước thì nó hết đắng ăn mới ngon. Mệt ha. Ở nhưng đây là mình làm đấy mình ăn chứ người ta về ta bán á. Người ta bỏ phẩm màu vô. Nó màu lên màu. Nó màu vàng đúng không? Đúng rồi. Chứ măng này đâu có màu đậm như vậy đâu. Màu vàng. Màu vàng mà mình luộc nhiều cái nó mới lên màu vàng được. Ừ, cái này vàng nhạt à. Ăn le là nó luộc lên đỏ luôn. Đây, cái này mới ngon nè. Trời ơi, sao ông Mỹ giòn ghê vậy ta? Chị lên là chui lên tiếp lên kia. Ừ, đây là... Trời ơi, to, trời bé. Đấy, cái đấy mới sướng đời. Kìa, dựng Mỹ lên hái trên đó kìa. Không hái thôi, tôi hái được mê lắm. À, thấy là nhiều dữ vậy trời. Đây, nó nằm trong kẹp như vậy nè. Khó thấy lắm. Cây tre bởi. Đây, những cái cây trong này là sót rồi. Không có ai thấy được. Bự chà bá luôn á. Mà thường sót lại là to chà bá luôn. Nó ở trong góc bụi á. Mà toàn tre không à. Chắc người ta ngại hái nữa. Cái măng này nó ngon lắm. Đặc ruột. Giờ trẻ ra nó cứ một cục măng làm ăn. Cái kia là A, măng là A thì nó là đấy. Mày lại lấy cây này luôn. Như một đống măng to. Ghê à. Mệt rồi. Nhiều lắm rồi. Lúc đầu nhỏ nhỏ. Lúc đầu nhỏ 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 giờ to ghê. À, gì mình lại tìm thấy. Đây có mấy cái măng cũ rồi. Đây là đài Đức Mẹ, phường Long Hương. Măng cũ. Một nơi cũng rất là
gọi là linh thiêng á. Mọi người cũng hay đến đây để mà hành hương cầu nguyện. Ở đây có Đức Mẹ hiện ra mọi người. Tượng Đức Mẹ ở trên đỉnh núi á. Mẹ ở trên đỉnh núi đây là mọi người. Long hương. Mọi người có cơ hội thì đến đây hành hương nha. Rất nhiều người đến đây hành hương, đọc kinh, cầu nguyện. Giờ mình đi chơi đi. Trước mẹ con với lại bà ngoại chiều nào cũng lên núi với mẹ. Nhà mình tìm được đường xuống rồi mọi người ơi. Thế là xong một ngày lên rừng hái măng. Nho thì hái được ít à, tại vì chủ yếu chỉ hái măng thôi. Và cũng rất là vui. Măng thì đem về sẽ xèo hoặc là kho thịt, kho cá cũng rất là ngon. Vui quá, lần đầu tiên mình trải nghiệm lên núi hái măng á mọi người. Giờ cũng là cuối mùa măng rồi cho nên là cũng ít. Đầu mùa thì nó ngay dịch á, không có ra ngoài được nên không có đi. Giờ còn ở đây là bà Đức Mẹ Long Hương á mọi người. Có cơ hội thì hãy đến hành hương nha. Đức Mẹ đã từng hiện ra ở đây nè. Măng vừa hái về chưa ăn được đâu nha mọi người. Chúng ta phải qua nhiều bước thì mới ăn được nha. Vì trong măng có rất nhiều độc tố. Video sau mình sẽ chia sẻ đến mọi người cách sơ chế măng tươi. Mọi người nhớ đón xem nha. Hẹn gặp mọi người những video tiếp theo. Bye bye.